Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách đăng ký VPS của Google miễn phí. Đầu tiên chúng ta vào Google Cloud để tiến hành đăng ký tài khoản. Vào trang chủ ta nhấn Get Started for Free. Nếu các bạn có tài khoản thì các bạn đăng nhập tài khoản của mình. Còn nếu các bạn chưa có tài khoản thì chúng ta tiến hành tạo tài khoản của Google. Tôi chưa có tài khoản nên tôi tiến hành đăng ký một tài khoản với địa chỉ mail là tunvps.go. Sau khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ hiện ra một bảng có tên là Pay Việt Nam và có hai ô để tích. Các bạn tích vào hai ô và ấn Continue. Bước thứ hai, các bạn tiến hành đăng ký thông tin của mình theo thông tin của giấy tờ tùy thân. Ở trong này nó có ghi rõ là tín dụng 300 đô được cung cấp tận hưởng chức năng của Google Cloud với tín dụng 300 đô để chi tiêu trong vòng 90 ngày. Để sử dụng miễn phí 300 đô, các bạn cần cung cấp thẻ Mastercard, thẻ Visa. Trong quá trình xác minh thì nó sẽ trừ 1 đô của bạn. Sau khi xác minh thành công, nó sẽ hoàn trả lại 1 đô cho bạn. Thank you.
khai báo đầy đủ thông tin thì các bạn nhấn bắt đầu dùng thử miễn phí. Vậy là quá trình đăng ký VPS của Google Cloud gần như đã hoàn tất. Sau khi đăng ký thành công, Google sẽ gửi mail về cho các bạn để xác nhận thông tin của thẻ. Khi đã đăng ký thành công thì Google sẽ gửi tặng cho các bạn 300 đô miễn phí, sử dụng trong vòng 90 ngày. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe cho kênh. Hẹn gặp các bạn trong các video sau.